Hôm nay, mùng 10 tháng 8, ngày vì nạn nhân chất độc da cam và kỷ niệm 59 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2020, vào tối qua, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, Ban Chỉ đạo 701 đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia Người Khuyết tật, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin, Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục chất độc hóa học và môi trường và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình triển lãm ảnh và tọa đàm với chủ đề Khát vọng vươn lên. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 dự chương trình. Trong chương trình, khán giả đã được nghe nhiều câu chuyện về nỗ lực vươn lên, vượt qua số phận của các nạn nhân da cam. Câu chuyện của gia đình cựu chiến binh Phạm Văn Phúc, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, sinh ba con trai và một con gái đều bị di chứng nặng do chất độc da cam. Nhưng với tinh thần và nghị lực của một người lính, ông đã nỗ lực vượt qua khó khăn để cùng vợ chăm sóc các con và vươn lên hòa nhập cộng đồng. Câu chuyện của thầy giáo Chu Quang Đức có học vấn cao, luôn có tấm lòng nhân ái và từng là đại sứ chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Buổi tọa đàm này thì tôi muốn nhủ với các bạn trẻ, với các bạn mà đặc biệt là những bạn mà có hoàn cảnh đặc biệt như tôi ấy, thì hãy luôn cố gắng luôn nỗ lực, luôn tìm cho mình một cái lựa chọn sống tích cực, một suy nghĩ tích cực để mà tìm ra cho mình cái công việc, tìm ra mình một cái động lực để mình có thể cống hiến một cái phần nào đó cho mình trở thành người có ích cho xã hội. Trong 3 năm qua, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam đã đạt được một số kết quả tích cực như kết thúc dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và khởi công dự án xử lý dioxin khu vực sân bay Biên Hòa với quy mô và khối lượng đất ô nhiễm dioxin rất lớn. Công tác hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam, dioxin từng bước được nâng cao. Thì tôi cũng có một cái chia sẻ đối với nạn nhân chất độc da cam, dioxin Việt Nam. Chúng ta là những người có công, là những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt là trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cho nên là với một cái điều kiện giúp đỡ của nạn nhân và cái giúp đỡ cộng đồng, thì tôi cũng mong rằng các đồng chí và gia đình các đồng chí phấn đấu vươn lên để hòa nhập vào cộng đồng. Trong chương trình, các nhà hảo tâm đã dành những phần quà ý nghĩa trao tặng các nạn nhân da cam, góp phần làm vơi đi khó khăn mà các nạn nhân và gia đình gặp phải. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã giới thiệu triển lãm da cam và được thực hiện online tại địa chỉ website triểnlamdacam.vn. Các hình ảnh triển lãm bám sát chủ đề và sự kiện, thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội về giải quyết hậu quả chất độc hóa học và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Chương trình triển lãm ảnh và tọa đàm với chủ đề Khát vọng vươn lên sẽ được phát sóng vào 20h30 tối nay trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng đón xem.